Nào các bạn nhìn này, hôm nay anh em sẽ vào cái phần khá là quan trọng trong cái Inut, đó là cái phần học về gradient. Cái gradient anh có thể nói là đây là một trong những cái ngưỡng mà để chúng ta khẳng định rằng là chúng ta thiết kế có ổn hay không ạ. Tại sao anh nói như thế? Bởi vì bây giờ tất cả những sản phẩm thị trường bây giờ là chủ yếu là dùng gradient là nhiều. Các bạn nhớ nhá. Và tại sao gradient lại được đứng ở một giá trị rất là quan trọng như vậy? Bởi vì là nó chính là đối tượng của nó đã tạo ra sự sắc độ rồi. Gradient là một trong những giá trị chuyển màu từ màu sáng chuyển sang màu tối. Và một thiết kế thì em biết rồi, nó cần nhất đó là sắc độ mà. Thì nó đã có sẵn sắc độ đấy. Và sau này thì anh cũng khuyên các bạn một câu rằng là như này: sau này khi thiết kế các bạn hãy lạm dụng một chút xíu. Anh nói từ lạm dụng nhé, có nghĩa là cái gì bạn làm bạn cho chút xíu gradient nhận cho. Thì cái file thiết kế của em cũng bao giờ cũng rất là đẹp. Nhưng tất nhiên người ta sẽ tránh những trường hợp dùng gradient như nào thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn sau. Thì trong trường hợp này thì anh sẽ chọn loại A4 và anh nhấn vào đây. Các bạn nhìn này. Để vẽ ra một cái đối tượng như vậy thì chúng ta sẽ dùng một hình chữ nhật và chúng ta ấn vào đây chúng ta vẽ nha. Nó khá là đơn giản, các bạn nhìn không? Và trong cuộc này chúng ta sẽ phóng to là một tí xíu và dùng phím cách để là dịch chuyển cái màn hình làm sao cho hợp lý. Thì trong phần này để muốn đổ được cái gradient thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này chưa? Di chuột qua đây. Các bạn nhìn thấy biểu tượng mũi tên chưa? Chính là đổ màu gradient. Chính là đổ màu của gradient. Đổ màu gradient. Nào các bạn nhìn này. Sau khi anh nhấn vào đây xong thì cái đối tượng hình của anh sẽ tự đổ màu gradient là từ đen sang trắng. Các bạn nhìn từ đen sang trắng chưa? Và ngay lập tức nó sẽ tự xuất hiện một cái bảng bên tay phải cho các bạn. Ở bên tay phải các bạn nhìn chưa? Tự sổ ra thì ở đây màu đen. Các bạn nhìn màu đen chỗ này chưa? Nó tượng trưng cho bên này. Màu trắng tượng trưng cho bên này. Và cũng giống như tất cả các chương trình về thiết kế khác thôi, thì trong quy trình khi làm thiết kế đấy thì anh thường thường là để cái đối tượng nó sẽ làm mất nét, chứ không còn nét như này nữa. Nên anh sẽ chọn đối tượng và chọn nó nét. Anh cần mất nét. Đó. Các bạn nhìn này không? Nào các bạn nhìn này. Trong quy trình khi gradient nó sẽ giúp ích cho mình cái việc gì? Đó là đầu tiên là tạo ra background MVD, tạo ra background chuyển độ. Tạo ra background hay tạo ra lớp nền cho một sản phẩm chuyển độ. Chúng ta đã học qua những cái nền background đó là từ một màu, sau đó dùng chất liệu. Bây giờ là dùng chuyển độ. Đấy, thì trong quy trình khi làm thì các bạn hãy dùng cho tôi 3 chiêu. Đấy, có nghĩa là riêng về nền nó phải có 3 chiêu như vậy rồi. Đầu tiên là mảng bệt, em có thấy là chỉ là màu không không? Và chúng ta dùng các loại màu khác nhau và dùng alpha khác nhau để tạo ra sắc độ cho đối tượng. Còn thứ hai là cái chất liệu để tạo ra giá trị tương phản. Giá trị tương phản cho cái sản phẩm và cái nền đấy. Và giá trị thứ ba chính là một cái nền như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Sau này khi mà các bạn vào thiết kế thì các bạn sẽ lưu ý một chút xíu là những cái nền nào mà áp dụng là từ làm trực tiếp từ Inut. Có nghĩa là nó là vector toàn bộ mà thiết kế những cái bảng biển ấy, em biết thấy cái bảng biển không? Ví dụ như là sau này anh có một cái biển lớp học này, lớp học Atalan chẳng hạn, thì các bạn phải nhớ một điều rằng là những cái gì mà thiết kế toàn thuần túy là toàn bằng vector thì bạn sẽ thiết kế bằng 1/10 so với kích thước thật. Biết bằng 1/10 không? Ví dụ như vài mét đây là chúng ta phải thiết kế bằng 1/10 thôi, bởi vì sau này xuất ra PDF thì người ta sẽ đưa sang Photoshop và người ta phóng to ra rất là dễ dàng. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn nếu mà các bạn thiết kế mà dạng có ảnh, em biết dạng có ảnh chưa? Có nghĩa là trong file thiết kế mà là có cái ảnh, có cảnh thật bên ngoài vào, thì bạn sẽ thiết kế bằng 1/2. Bởi vì nếu mà em kéo xuống 1/10 thì ngay tức cái hình nó sẽ bị vỡ nhá. Nên cái đấy là một cái điều lưu ý để cho các bạn là sau này xuất file PDF để đi in bạc hay làm bảng biển ấy thì người ta phải làm như vậy. Chứ chả có ai mà đi thiết kế thật mà lại thiết kế thật trên Inut cả. 5m em cũng đánh bao nhiêu cm trên cái Inut thì chắc chắn là máy bạn sẽ bị treo là không bao giờ chịu được. Bởi vì cái chương trình mà mạnh nhất về mặt kích thước đó là Corel Draw. Đây ạ. Mạnh nhất mặt kích thước. Mạnh nhất về điểm ảnh và tất cả các thể loại chỉnh sửa thì liên quan đến Photoshop. Mạnh nhất về thiết kế thì liên quan đến Inut. Mạnh nhất về dàn trang là InDesign. Có nghĩa là sau này ông muốn làm báo, muốn chuyên nghiệp thì tất nhiên ông dùng Inut cũng được thôi. Nhưng mà muốn tụi nó không chuyên nghiệp. Và ông làm rất là vất vả.
bắt buộc tôi phải chọn đấy. Vậy thì cái tùy thuộc theo ngành nghề mà sau này bạn hướng theo. Hoặc là vô tình một lúc nào đó mà em bảo là ơ anh ơi bây giờ em lại đi làm báo anh ạ, em lại phải dàn trang, ok em phải đi học in design là chắc chắn rồi. Tôi cũng không thể cứu bằng cái nút, tôi cũng không thể cứu bạn. Có nghĩa là tất nhiên vẫn làm được nhưng mà nó ở mức độ là gọi là chống cháy thôi. Chứ còn nếu mà đúng đạn độ chuyên nghiệp thì người ta dùng vào in design hết. Nên cái gì nó rất quan trọng, ví dụ giống như đội kia học nội thất thì chắc chắn phải biết 3D Max và AutoCAD là chắc rồi. Và thêm cộng với thêm giá trị nữa là Photoshop, bởi vì nó là chính là cánh tay trái và cánh tay phải. 3D Max là giống như là người đứng giữa ấy. Người đứng giữa. Đấy. Có nhiều trường hợp thì người ta dùng AutoCAD, nhưng mà vấn đề là có nhiều người nói thật với em, đưa cho khách hàng đích cái đọc bản vẽ. Lại cứ phải đưa ảnh ở đây, chỗ này đẹp, chỗ này đấy, ok nói. Đấy lại rất là dở như vậy. Thì sau khi mà các bạn hiểu về background như vậy thì các bạn lưu ý này, gradient không bao giờ chuyển từ một màu. Các bạn nhớ nhá, không bao giờ chuyển từ một màu sang màu trắng. Trừ trường hợp em dùng xanh lá trời, dùng màu xanh lá trời. Tại sao thế? Bởi vì là em dùng vẽ là bầu trời, em quảng cáo cho Vinamilk. Ok, em vẽ bầu trời, sau đó em vẽ có mấy con bò ở dưới đấy, có cánh đồng cỏ, thì anh chấp nhận cho em được giá trị đấy. Còn nếu mà em dùng từ một màu xanh hoặc màu tím chuyển sang đấy thì màu sẽ rất là non. Các bạn nhìn vào đây, nên là nhớ một điều rằng không bao giờ chuyển này nhỉ. Tích đúc vào đây, chúng ta sẽ tự ra một cái bảng màu giống như trên này nè. Nhìn này, trên màu chưa? Thì cái này nó cũng tương tự như vậy thôi. Em chọn vào gradient, nó có hai điểm chốt màu. Tôi tích vào đây một cái. Các bạn sẽ thấy rằng là tôi chọn vào màu tím nhá. Các bạn nhìn chưa? Chuyển từ tím này sang này, màu cực kỳ non luôn. Và khi mà bạn đặt chữ thường hay bị thường trường hợp là nhợt nhạt, sắc độ bị yếu. Và đấy là một trong những sản phẩm mà em có làm có tốt bằng mấy thì trông vẫn không đẹp. Em hiểu cái này chưa đã? Nên khi người ta làm, bao giờ người ta cũng chọn từ màu tím chuyển sang màu tím nhạt, với chênh khoảng 2 đến 3 độ là ok lắm rồi. Cái hình nó sẽ rất là đẹp, nó vẫn là tông tím này nhưng lại có sắc độ sâu. Em hiểu chưa? Thì cũng giống như là hôm từ đầu đến giờ chúng ta học rồi, đó là chúng ta tạo ra một cái background màu tím. Nhưng cái vấn đề màu tím chúng ta lại không có sắc. Em biết không có sắc ạ. Có nghĩa là ông bị bằng phẳng quá, nó phải có độ sâu, độ tối, độ nhạt, độ trung gian thì nó như thế nó mới tốt được. Nên chính vì vậy mà thường thường anh hay chọn như sau, ví dụ anh chọn vào đây một điểm cũng là màu xanh. Anh sẽ chọn xanh đậm nhất, em nhìn xanh đậm nhất nhé. Và tất nhiên tông màu bên này thì anh sẽ chọn làm sao? Màu nhỉ. Và em sẽ nhìn thấy từ đậm chuyển sang nhạt. Vậy thì đây là một cái nền xanh tốt hơn là một cái nền xanh không như thế này à? Em nhìn chưa? Với những cái nền không phẳng như này, nói thật bạn, bạn làm về đồ họa đạt đến mức độ cực kỳ chuyên nghiệp thì bạn là người cực kỳ giỏi. Đó là chỉ chơi mảng thôi. Em biết là chữ người ta chỉ dùng mảng không thôi, mà đẹp thì đấy là thực sự là quá khó. Đến lúc mà độ mà anh Khánh cũng không dám dám khẳng định là anh cũng không thể nào làm được người như thế. Các bạn hiểu cái điều đấy chưa? Nhưng cái đồ họa về thị trường thì người ta cần cái gì nó cũng phải bóng bẩy, mà bóng bẩy nên thì người ta phải vờn bằng gradient. Ngay cả Vietcombank logo người ta còn vờn bằng cái giá trị này, gradient. Em nhìn hình chữ V của nó chưa? Đó, và nó quyết định thay đổi từ giá trị đó là chữ V và chữ B lồng nhau thành một chữ gì, một cái hình chữ V không, và nó có khối, nó thể hiện cho sắc độ của nó đó. Thì sau khi mà đã chọn xong thì ở đây người ta sẽ tiếp tục đến một cái giá trị số 2. Đây là cùng tông. Các bạn, giá trị số 2 là cái gì ạ? Ở đây chính là cách cái gì ạ? Đảo chiều màu, hay được gọi là hướng của gradient. Em ghi đi, hướng của gradient như sau. Lúc này thì chúng ta hay quản lý dưới dạng là đó là bên tay phải chúng ta là màu đậm, bên tay trái chúng ta là màu sáng. Và để muốn thay đổi hướng của gradient thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau. Ví dụ các bạn ấn vào đây, nhìn chỗ này chưa? Thích vào đây một cái thì các bạn thấy nó đảo chiều lại chưa? Và ấn vào đây nó đảo chiều lại. Nó giống như chữ reverse, nó chính là reverse trong Photoshop cũng có cái này. Photoshop khi dùng gradient để muốn đảo chiều ngược lại thì chúng ta không cần phải thay màu từ đây bên này sang nhau đâu. Mà chúng ta chỉ cần ấn vào đây, reverse là tự khắc nó sẽ tự đảo cho chúng ta một cách rất là dễ dàng. Xong chưa em? Và sau khi làm xong rồi thì bây giờ người ta lại có một cái trường hợp nữa, đó là gì? Hướng của gradient nó không chỉ nằm ở đây mà nó còn nằm ở đây nữa. Các bạn nhìn cái số chưa? Đây chính là độ xoay của gradient. Có nhiều người thì tích thẳng vào đây và giữ phím shift, shift là tăng giảm theo độ, thì có nghĩa là 10 độ đấy. Bạn nhìn này,
cái hình của bạn sẽ tự xoay 10 độ một, nhìn nó xoay 10 độ chưa? Nhìn đó, nó sẽ thay đổi 10 độ một. Đấy, các bạn nhìn đó, thay đổi này. Đó, thấy chưa? Còn các bạn bỏ shift ra thì nó chỉ tăng giảm 1 độ thôi. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng anh có chia sẻ thật một câu như này, trong quy trình khi thiết kế đôi lúc cái chuyện là 4-5 độ hay là 3-5 độ hay 2-5 độ gì đó thì nó lại bị cứng nhắc quá. Cái sự có khi là đẹp của em lại không phải nằm ở 2-5 độ, mà nó lại tùy thuộc vào cái khả năng về cảm nhận về mắt của các bạn. Mà cảm nhận về mắt thì người ta mới sinh ra cái trò đó là quản lý gradient theo cách kéo tự do. Bởi vì mỗi người là một màu mà, em kéo gradient chắc chắn sẽ không là giống anh Khánh. Anh nói cho em biết, bởi vì cái màu đấy là màu của em, cái sản phẩm đấy là sản phẩm của em, và cái đấy là cái cảm thụ nghệ thuật của em, nó khác so với của anh Khánh. Nên là mỗi người người ta sẽ chọn là phương pháp, đó là chọn vào, ấn vào phím G, đó là điều chỉnh tự do gradient. Ấn phím G nhìn thấy chưa? Đó, vừa rồi anh vừa chỉ cho em là đầu tiên là đảo một chiều, sau đó thì chúng ta sẽ chơi trò là đảo theo độ, và cuối cùng là chỉnh theo tự do. Ok. Nào các bạn nhìn này, sau khi chọn vào cái hướng của gradient thì lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Anh kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, dưới lên trên, thì em thấy kéo theo chiều chéo chưa? Và em sẽ thấy rằng là tôi được quyền quyết định nó bao nhiêu độ. Mà thậm chí nói thật với em nhìn thấy 77, âm 77,5 độ. Có bao giờ em nghĩ đến là âm 77,5 độ không ạ? Mà chúng ta sẽ không bao giờ đánh được là âm 77,5 độ đâu ạ. Đúng không ạ? Nếu đánh theo thông số theo kiểu vừa rồi mà chúng ta ấn vào giữ shift, ấn lên trên xuống dưới đấy, hoặc là nên tăng giảm một độ ấy, nó sẽ rất là lâu nam với thời gian. Em hiểu cái này chưa đã? Nhưng trong quá trình gradient không bao giờ được quyền kéo từ trái qua phải, hai điểm từ đậm sang nhạt gần nhau nhỉ. Đấy là lưu ý. Ok. Không bao giờ được quyền kéo gradient gần nhau. Em sẽ thấy gradient nó sẽ rất là xấu. Có nhìn thấy xấu không ạ? Đúng chưa? Rất là xấu. Nó rất là xấu. À, chính vì cái chuyện xấu như thế mà chúng ta cần phải điều chỉnh là vì thế đấy. Xong chưa? Nào, vậy thì trong quy trình này thì anh thường thường hay kéo từ trái qua phải với tỷ lệ như này thì cái hướng gradient thì nó sẽ rất là đẹp. Các bạn hiểu cái này chưa? Và trong quy trình khi kéo gradient thì bạn nên giữ thêm phím shift cho anh để nó thì kéo theo phương vuông góc. Ví dụ, giữ shift này kéo từ trên xuống dưới này là vuông góc này. Đấy, nhìn vào góc chưa? À, sau khi mà các bạn đã tìm hiểu toàn bộ tất cả gradient thì các bạn nhớ một điều rằng cái tác dụng đầu tiên của nó chính là độ, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bàn chút xíu về cái style, em ghi đi style của cái gradient này. Nó chỉ có hai loại thôi, trong Photoshop nó có 4-5 loại nhưng mà riêng ông này chỉ có hai loại thôi, đó là từ trái qua phải hoặc là theo bóng tròn. Nó chỉ có hai loại thôi, em hiểu cái này chưa? Nào các bạn nhìn này, sau khi mà anh chọn vào gradient thì các bạn sẽ thấy là em muốn nhìn thấy chỗ đậm ở bên trong và sáng bên ngoài không? Bạn chỉ cần ấn vào chữ reverse chính là đảo chiều, đúng không? Đúng như cái này chưa? Thì có phải tự nhiên là cái tâm sáng nó sẽ nằm ở giữa và xung quanh sẽ là đậm không ạ? Nhìn này chưa? Và các bạn phải lưu ý một điều rằng anh Khánh luôn luôn chọn một cái phương pháp đó là an toàn và rất là cổ điển. Đó là gì? Cách kéo từ trái qua phải. Nghĩa là sao? Tôi chọn vào gradient và tôi chọn tâm nó nằm ở đây. Tôi kéo rộng đây nhỉ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nền của tôi trông rất là dịu dàng. Và tại sao tôi đã đặt tâm sáng bên tay trái? Bởi vì nguyên tắc của người Việt Nam là nhìn từ trái qua phải. Và cái điểm sáng của nó bao giờ cũng bắt đầu từ trái. Nên chỗ này chính là nơi đặt logo. Hiểu cái này chưa đã? À, cũng có thể sau này các bạn sẽ đặt sang phải. Cũng có thể bạn đặt vào giữa. Tôi không bao giờ cấm các bạn như cái đấy cả. Nhưng nếu mà bạn tạo ra một sự sáng tạo thì nó phải cực kỳ đẹp. Nó phải đẹp hơn là cái phiên bản cũ thì bạn sáng tạo. Còn nếu mà bạn sáng tạo mà nó lại không đẹp, thôi, quay trở về đường cũ đi.
hãy cho người ta một cái thói quen gì mà người ta nhìn dễ. Em hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì các bạn hiểu về hình tròn chưa? Nhìn này chưa? Thì đây chính là nền, tạo ra nền cho sản phẩm. Thì thay thế cho cái hôm trước chúng ta làm đấy, thì chúng ta nền bệt, thì bây giờ chúng ta không để nền bệt nữa mà là phải để nền gradient. Và tôi nói cho các bạn, nói đi nói lại là cái này khi các bạn thiết kế, bạn hãy lạm dụng cho tôi. Ok, lạm dụng nhé. Nói từ lạm dụng không quá tí nào đâu, bởi vì sau này cái quái gì ra ngoài bạn cũng sấy là dùng gradient hết. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp theo đến một cái giá trị số 2, đó là thêm màu và bớt màu. Các bạn ghi đi, cách thêm màu và bớt màu gradient. Tại sao phải nói và thêm màu bớt màu? Bởi vì đôi lúc khi mà chúng ta thiết kế những sản phẩm như là backdrop, đôi lúc chúng ta thiết kế là những sản phẩm nhưng chữ nhiều màu, rồi thiết kế những cái banner tờ rơi nó nè nè, để khi mà các bạn phát trên đường phố hay là phát cho ai đó thì nó sẽ rất là bắt mắt và người ta sẽ tạo ra một cái hiệu quả rất là tốt. Và chính vì vậy mà người ta phải dùng gradient nhiều màu. Gradient nhiều màu thì ở đây nó có một màu, hai màu, ba màu. Thì các bạn để ý là từ đây cho đến đây tôi sẽ thêm một điểm màu bằng cách tôi tích vào đây một cái. Bạn nhìn có một điểm chốt màu chưa? Và điểm chốt màu này thì tôi muốn chọn một cái màu thì tôi sẽ tích nút vào đây và tôi sẽ chọn một cái màu cho các bạn dễ nhìn hơn. Ok, màu vàng. Nhìn không ạ? Và tiếp theo tôi tích nút vào đây một cái nữa, tôi sẽ chọn màu hồng. Đó, các bạn có thể chọn rất là nhiều màu khác nhau. Nhưng cái giá trị này, các bạn nhìn này, đôi lúc tôi để hình tròn nhưng đôi lúc tôi lại để hình từ trái qua phải. Đó, nó rất là nhiều màu. Vậy thì bạn được quyền thêm màu thì bạn cũng được quyền làm sao? Bớt màu. Bớt màu bằng cách sao? Tôi tích vào điểm màu đó và các bạn có nhìn thấy biểu tượng thùng rác không ạ? Các bạn chỉ cần chọn vào đây và tích vào thùng rác thì ngay tức nó sẽ mất màu, và chọn thùng rác và tích vào đây nó cũng là mất màu luôn. Hiểu cái này chưa? Có những cách khác đơn giản hơn là chúng ta chọn vào điểm màu. Thêm một điểm màu nhá các bạn nhìn này. Bạn muốn bớt màu chỗ này không ạ? Cầm cái điểm này kéo ra ngoài. Cầm cái điểm này kéo ra ngoài. Nó cũng là mất màu. Vậy thì đôi lúc không nhất thiết phải ấn thùng rác mà em cầm điểm màu kéo ra ngoài là chuẩn nhất. Sau khi mà các bạn đã hiểu xong thì bây giờ chúng ta sẽ bàn đến tiếp theo nữa là cái thư viện của gradient. Đây là một trong những cái giải pháp tạm thời để cho những cái bản mà các bạn làm thiết kế cho nhanh. Nhưng trước khi đi đến cái phần đấy thì tôi cũng nói lại cái phần màu một tẹo cho các bạn dễ hiểu hơn. Đây các bạn nhìn vào đây một tí ạ. Các bạn có đồng ý với anh là khi mà các bạn muốn thay đổi màu cho một cái điểm chốt này thì bạn hay tích đúp vào không ạ? Và khi tích đúp vào thì các bạn có thấy là những cái điểm chốt màu nhau ạ? Đây là màu có sẵn. Hiểu cái màu có sẵn không? Và chắc chắn là cái gradient của bạn chắc chắn nó sẽ không được như cái bạn mong muốn. Vậy thì trong quy trình mà bạn muốn thay màu gì đó thì bạn tích vào một cái, là tích một cái nhé, không tích đúp nhé. Sau đó bạn chọn vào cái ô màu cho tôi như này thì bạn sẽ chọn được đúng cái màu bạn muốn. Hiểu cái này chưa? Chọn như này mới chuẩn. Ok, cũng tương tự như vậy thôi, bạn chọn vào điểm này, bạn tích thêm vào đây, bạn chọn vào đây. Nhìn chưa? Nó sẽ tạo ra một cái màu như thế này. Đấy, đấy, để muốn được màu chính xác thì người ta phải dùng chiêu đấy. Trong quy trình mà khi mà chúng ta dùng màu, có nhiều người bảo anh ơi em thấy là có một cái gradient trên một cái ảnh nó rất là đẹp. Làm nào để copy được cái màu đó? Copy được màu gradient trên ảnh. Thì để muốn làm được điều đấy thì chúng ta chọn là file và chúng ta chọn là paste. Chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh. Đây ạ, đây là một cái gradient này ạ. Em có nhìn thấy nền cô gái này, nó chính là một gradient chuyển từ đậm sang nhạt không ạ? Và chúng ta không thể bao giờ dùng được cái mắt thần của chúng ta gọi là cân đong đo đếm và chỉnh được cái này cả. Lúc này người ta mới chia là hai thể loại. Loại thứ nhất là chúng ta vẽ là hai cái ô. Bạn nhìn hai cái ô. Cái ô thứ nhất bạn hãy dùng y ngắn để bạn làm gì? Bạn chỉ vào cái màu vị trí tối nhất cho đối tượng này. Thế là tôi đã có vị trí tối nhất của nó rồi ạ. Vị trí thứ hai tôi chọn vào đây và tôi chọn y số 2, tôi chỉnh vào đây. Thế là tôi có hai màu khác nhau và sắc độ khác nhau, các bạn nhìn chưa? Lúc này chúng ta chơi một trò như sau, đó là tôi chọn vào đây, nhìn chọn vào hình này chưa? Thì nó sẽ báo hiệu cho bạn một cái màu ở đây. Tôi tích đúp vào thì tôi sẽ nhìn thấy cái mã màu, các bạn nhìn mã màu chưa? Đấy, copy cái mã màu đó bằng Ctrl C trước đã, tính sau. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ quay trở về gradient và tích vào đây một cái. Tích vào một cái thì có phải chọn vào mã màu như thế này không ạ?
Thì có phải đây là chỗ mà chúng ta cần paste cái mã màu vừa rồi chúng ta vừa copy không ạ? Enter vào đây, được một bên. Chuẩn rồi đấy. Phát thứ hai, chọn vào đây cũng tương tự như vậy, lại phải xem mã màu nó bao nhiêu, lại quay vào mã màu, lại copy. Đấy, muốn copy được một cái gradient, một cái ảnh phải làm như thế đấy. Chứ không có kiểu gì mà chỉ phát là ăn ngay được cái mã màu nó đâu nhá. Rồi. Đấy, tại vì có nhiều người, em có thấy là nhiều cái bức mà banner hoặc là thiết kế của một cái thằng sản phẩm nó á, nó làm về gradient nó rất là đẹp. Làm nào để lấy được cái của nó? À, chỉ có một thứ là mình phải đo được màu của nó thôi. Sau đó mình làm cái của mình. Đấy, ok, thì anh sẽ ấn vào Ctrl C và anh ấn ok như này đúng không ạ? Thì lúc này bạn chọn vào đây thì có phải điểm này là điểm cần thay không ạ? Tích vào đây và chúng ta tích đúp vào đây thì có phải paste cái mã màu vừa rồi vào không ạ? Ctrl V. Bạn sẽ thấy là chuyển từ đậm sang nhạt, nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chơi một trò đó là hình tròn. Hiểu cái này chưa đã? Nên là chúng ta sẽ copy được cái mã màu mà chúng ta muốn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến chuyện là thư viện của gradient. Em ghi đi. Thư viện của gradient. Anh đã nói với em là gradient về là gradient một màu rồi. Đúng không? Chỉ chuyển từ màu đậm sang màu nhạt. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về gradient nhiều màu. Thì vừa rồi anh vừa có chỉnh cho các bạn là tự làm ra gradient nhiều màu. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò đó là gì? Vào thư viện của gradient. Đó là gradient. Nhìn này chỗ này chưa? Nhìn này. Bước 1 chọn vào bảng màu. Có thấy không ạ? Bước 2 chọn vào biểu tượng của quyển sách. Các bạn nhìn thấy quyển sách chưa? Rồi. Bước 3, các bạn sẽ chọn vào gradient và các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị nào đó trong cái gradient đấy để các bạn xem là không biết cái gradient này có thích đối với em không thì chúng ta chọn đã. Nhìn này chọn chưa? Thì cái giá trị đầu tiên bạn thích nó thì bạn sẽ chọn nó thì ngay tức nó sẽ gradient như này thôi, nó có sẵn. Các bạn hiểu cái này là có sẵn chưa? Thì đây là một trong những giá trị mà các bạn thiết kế nhanh thì bạn sẽ dùng chiêu này. Còn nếu mà bạn cần độ sâu sắc, cần độ chỉnh chu, bạn bỏ qua chi tiết này. Bạn phải làm cho tôi là từ đầu giống như chọn vào đây xong rồi chọn màu, mã màu xong rồi chọn thì đấy mới là đúng của gradient. Nào các bạn nhìn này, tất cả những cái gradient bạn sử dụng từ thư viện bạn đều có thể chỉnh sửa được. Bởi vì làm sao? Tích vào đây một cái bạn có thể vẫn quay trở về gradient và bạn chọn vào màu được, đúng không? Ví dụ có nhìn thấy chỉnh được màu không? Vậy thì tất cả thư viện trong đây dùng được hết. Nhìn đi chưa? Có nhìn thấy mã màu ạ? Và chúng ta thay được thôi. Hiểu cái này chưa? Nào, nếu chúng ta ưng ý với cái gradient này thì chúng ta giữ lại. Còn không ưng ý thì chúng ta lách qua ra một cái bảng thứ hai. Nhìn bảng thứ hai có gradient nhiều màu chưa? Chúng ta chọn vào đây thôi. Tự nhiên nó có mà. Và tất nhiên khi mà chọn màu như này thì các bạn có nhìn thấy nhiều điều điểm chốt như này không ạ? Đấy, chúng ta có thể copy màu hoặc là thay màu hoặc bớt màu đi, nó rất là đơn giản. Nhớ bớt màu chưa? Hiểu về gradient lên chưa? Và thích nữa thì chúng ta tự lách qua, nó rất là nhiều những phần chất liệu cho các bạn. Xong chưa? Đây này được gọi là gradient. Vậy thì tác dụng của gradient chính là tạo ra background đầu tiên là như vậy đã, đúng chưa? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Tạo ra background. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn sang thứ hai, đó là gì? Blend màu. Các bạn ghi đi. Blend màu cho ảnh. À, để muốn blend màu cho ảnh thì bây giờ các bạn thấy nó xuất phát từ một cái giá trị như sau là đôi lúc khi mà chúng ta đi thiết kế chúng ta tìm được một cái ảnh trông rất là đẹp nhưng mỗi tội cái ảnh đấy lại không cùng với cái tông mà chúng ta đang thiết kế. Ví dụ nó hơi tím một tí, hơi đỏ một tí, hơi xanh một tí lá cây thì các bạn sẽ không bao giờ làm được điều đấy. Bạn hiểu cái này chưa đã? Nên bắt buộc là chúng ta phải blend màu cho nó. Thì lúc này tôi sẽ dạy cho các bạn về blend màu theo kiểu dạng cơ bản. Cơ bản nghĩa sao ạ? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào paste và chúng ta sẽ chọn đến một cái thư viện ảnh, chúng ta chọn vào G. Thì trong cái phần này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có rất là nhiều những cái tông. Ví dụ tôi chọn vào cái ảnh như này thì các bạn sẽ paste một tí ạ. Đó, mọi người nhìn thấy một cái tông như này chưa? Và tôi rất là muốn là cái này nó phải hơi ám xanh một tẹo hoặc là hơi ám vàng một tí. Thì làm thế nào được bây giờ? Người ta có hai phong cách. Phong cách thứ nhất là nếu mà cái này là được quảng cáo cho nền, quảng cáo cho những cái kính ngắp tròng thì các bạn phải đồ, thứ nhất là đồ bằng gì ạ? Bằng pen. Bạn phải đồ lại được bằng cái mắt này.
Được chưa? Sau khi chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị. Ví dụ tôi chọn mắt vàng nha. Thì lúc này chúng ta chỉ cần dùng một cái chế độ hòa trộn, đó là gì? Color. Mắt nó sẽ vàng. Bạn nhìn nhá. À, tất nhiên cái chiêu này thì các bạn có thể thay đổi màu áo, màu tóc, màu gì đó. Nhưng mà tất nhiên cái brush bên Illust ấy, nó thiên về bút cứng, nên là nó sẽ không mềm như là bút Photoshop được. Photoshop với dùng chiêu này em chút đến đâu thì tóc em sẽ gầy nai đến đấy, nhuốm màu đến đấy. Và em làm được tiêu chí này trên rất là nhiều kiểu khác nhau. Nhưng cái gradient của cái thằng Illust thì nó không có gradient map, nên nó sẽ không bao giờ bằng Photoshop được, mà nó chỉ có gradient thường thôi. Tất nhiên vẫn blend màu được nhưng lại không xuất sắc. Các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ dùng một chiêu thức là tôi sẽ dùng cái công cụ M, tôi vẽ đè lên cái ảnh blend màu mà em muốn mà tạo ra một cái không gian. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái gradient nhưng không phải là màu đen. Các bạn nhìn màu đen chưa? Tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn vào tông màu xanh. Tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn là tông màu trắng. Và tích vào đây, tôi sẽ chọn vào từ trái qua phải. Bạn nhìn từ trái qua phải chưa? Lúc này bạn sẽ dùng cho tôi một giá trị, đó là hòa trộn. Hòa trộn nghĩa sao ạ? Đây là hòa trộn đấy. Đây là kênh hòa trộn đấy. Chọn là giá trị soft line. Soft line là giá trị được gọi là ám màu nhẹ. Tất nhiên nó sẽ không bao giờ mạnh bằng overlay được. Nhưng soft line là ám màu nhẹ, có nghĩa là màu xanh. Màu xanh đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm. Màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng. Nên là chính vậy mà khi bạn chọn đây thì nó sẽ tạo ra tông màu nó như thế này. Các bạn nhìn nhé, bỏ ra ngoài. Nhìn chưa? Cái là lạnh. Nhưng nếu mà bạn muốn thay đổi tông lạnh thành tông nóng thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đầu tiên tôi sẽ chọn vào tím. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào màu hơi vàng. Nhìn chưa? Em nhìn thấy sắc nó sẽ thay đổi này. Nhìn không? Vậy đi, khi mà trong quy trình mà bạn thiết kế thì bạn có thể được quyền lựa chọn là cái tông màu mà bạn muốn là cái gì. Nhưng tôi chỉ nói cho các bạn biết là cái này chỉ được quyền áp dụng cho poster thôi. Áp dụng cho ảnh viện áo cưới thôi. Áp dụng cho game thủ thôi. Áp dụng cho album của ca sĩ thôi, chứ không bao giờ áp dụng cho giá trị về sản phẩm thật. Bởi vì sản phẩm thật mà khi mà các bạn bán thời trang cho tôi, ví dụ như tôi đang làm cái áo màu tím thật, bạn là chơi tôi ám tí màu xanh vào và đến đấy người ta tìm đúng cái màu xanh không bao giờ có được. Thế có nghĩa là bạn đang làm sai sự thật cho một sản phẩm. Nên thường thường tất cả những sản phẩm mà người ta bán trên mạng, người ta không bao giờ dùng blend màu, người ta chỉ chỉnh sắc nét thôi, chứ không bao giờ thay đổi màu. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Cái trường hợp này nó cũng rất là quan trọng đối với dân nội thất, bởi vì nội thất thì làm màu nhiều lúc nó ảo diệu mà chỉnh kinh khủng quá, nhưng cuối cùng là cái chất liệu ấy nó deco thật. Nên là nhiều lúc người ta bảo là em anh muốn là chọn đúng cái màu của cái chất liệu này deco, bởi vì các bạn làm bịa, bạn bịa ra chất liệu chứ không phải là bạn đi lấy chất liệu thật. Nên tất cả các công ty nội thất, tại sao người ta thỉnh thoảng cái bọn mà làm gạch men này nó hay đến nó phát cho catalog. Bảo anh ơi, đây là catalog, em có cả đĩa CD, em có cả ảnh chất liệu. Nếu anh thích, bao giờ mà anh làm về công trình ấy, anh cứ ốp vào. Ốp vào bao nhiêu thì khi thi công em sẽ trích phần trăm cho anh bấy nhiêu. Đấy là một sự liên thông với nhau đấy. Phào trần rồi tranh pháo người ta làm thế thì người ta mới oách được. Thậm chí em biết về cái tất cả điêu khắc ạ. Tranh phù điêu đấy em. Tranh phù điêu này. Ốp tường ấy người ta có khuôn sẵn rồi. Nên là khi người ta cung cấp cho cái nhà thiết kế về nội thất và kiến trúc thì người nội thất kiến trúc sẽ căn đông đâu đấy mà chỗ này cho nó kích thước là đầu tiên cái khuôn kia nó chỉ có 1m2 thôi, ok vậy tôi cũng ốp 1m2 thì như thế thì người ta đồng ý phát là ra người ta chỉ việc làm gì đổ khuôn đập nền, chứ còn ông lại táng là 1m5 và 1m2 chắc chắn nó phải làm lại và đắp thêm. Thì cái gia công như thế thì một giá thành của sản phẩm nó đang từ 3 triệu, nó phải là 3,5 triệu, nhưng mà nếu mà ốp như kia nó có thể rơi tầm khoảng hơn 1 triệu hoặc 800 là xong 1m rồi. Khác nhau nhé, câu chuyện khác nhau. Nên chính vậy đấy là sự liên thông mà để chúng ta có thể làm. Nào các bạn nhìn này, vậy thì cái blend màu nó có giá trị giúp cho chúng ta là thay đổi màu sắc một chút xíu của sản phẩm. Bạn nhìn này chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bàn đến tiếp theo nữa, đó là cách làm cho ảnh chìm vào nền. Em đi đi, cách làm ảnh chìm vào nền. Đây là một trong những cái giá trị là khiến cho những người thiết kế có thể lười một cách kinh khủng. Tôi nói thật cho bạn biết là trong quy trình đi thiết kế thì không phải cái gì chúng ta cũng hùng hục. Chúng ta không phải cái gì mà chúng ta cũng cứ làm từ đầu. Ví dụ tôi dạy bạn rất là nhiều chiêu. Chiêu thứ nhất là cắt bằng hình. Các bạn có thấy là tôi dạy bạn cắt bằng pen không? Rất là oách. Ok. Có những người tôi dạy bạn gradient. Được. Sau đó tôi dạy bạn về mặt nạ. Rồi, tốt. Nhưng khi bạn đi gặp khách hàng, bạn đừng bao giờ dùng tất cả các chiêu cho một đối tượng. Bạn nhớ nhé. Trong giờ người ta bảo anh ơi, thiết kế cho em cái banner,
thôi thay cho việc mà tôi ngồi tôi phải cắt ra. Em nhìn thấy cái ngồi phải cắt ra cái đường đoạn này dễ rồi, nhưng em có thấy là những cái chi tiết này không ạ? Lằng ngoe lằng ngoằng trên cái vòng tay này, còn thủng na thủng vào cái này. Em ngồi bằng vem đồ chắc chắn là em sẽ chết trước. Và như vậy này, mà khi em đồ xong chưa chắc em lại thích cái đẹp nhé. Mà khi em đồ xong chưa chắc em đã làm đẹp bằng một cách cách người ta chỉ làm rất là đơn giản. Nên là tôi nói cho bạn biết là trong quy trình thiết kế phải luyện cả giá trị để nói nữa. Và cách thiết kế làm sao làm cho nó đẹp nhất, nhanh nhanh nhất. Cái chiêu thức này tôi làm cho anh chỉ vào đấy thôi. Đấy, ok, tôi chỉ chìm vào đấy, tôi đỡ phải cắt. Đúng không em? Mà không phải cắt thì nó mới nhanh chứ ạ. Em hiểu chưa? Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho bạn về cái giá trị việc làm cho ảnh chìm vào nền. Nào, để muốn làm ảnh chìm vào nền, việc bước đầu tiên là bạn chọn loại ảnh. Nào các bạn nhìn này, bước 1 em chọn loại ảnh. Nhớ nhá, bước 1 chọn ảnh. Bước 2 chúng ta chọn vào transparency. Nhìn transparency chưa? Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. À, tích đúp là tích hai cái đúng không ạ? Nào các bạn nhìn này, tôi tích đúp vào đây thì bỗng nhiên bạn có nhìn thấy cái ảnh bị biến mất không ạ? Nhìn bị biến mất chưa? Thực chất chúng ta đang làm cái gì ạ? Đó là chúng ta đang làm mặt nạ của chiếc ảnh. Và mặt nạ trong Inux nó chia là 4 loại. Nó chia là 4 loại phạm trù khác nhau. Thì trong trường hợp mặt nạ thì tôi đang nói cho bạn biết là đây là mặt nạ đen. Nhìn mặt nạ đen chưa? Ấn vào tự nhiên là thấy cái chỗ này tối thui à? Hiểu cái này chưa? Còn nếu mà bạn bỏ clip đi thì gọi là mặt nạ trắng. Mặt nạ đen sẽ làm mất hình, còn mặt nạ trắng sẽ nhìn được hình. Nhìn thấy hình chưa? Mặt nạ đen thì phải dùng với đồ trắng. Mặt nạ trắng thì lại phải dùng đồ đen. Có nghĩa là bạn vẽ một cái hình màu đen lên trên hay là vẽ một hình màu trắng xuống dưới. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Thì bây giờ trong trường hợp này tôi sẽ bỏ clip đi, chính là bước số 4. Các bạn ghi đi, bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Sau này khi đi vào mặt nạ thì tôi sẽ dạy cho bạn sâu hơn nữa. Còn hiện tại bây giờ thì các bạn cứ làm thao tác này cho tôi đã. Bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5, dùng một hình vuông. Dùng một hình vuông. Bạn biết hình vuông chỗ nào chưa? Đây hình vuông đây. Vẽ to hơn hoặc bằng. Vẽ to hơn hoặc bằng chứ không phải vẽ nhỏ hơn nhá. Các bạn nhìn này, vẽ to hơn bằng này. Các bạn cầm này. Em nhìn thấy anh vẽ to hơn chưa? Vẽ to hơn hoặc bằng. Sau khi vẽ to hơn hoặc bằng xong thì các bạn sẽ thấy rằng nó cái ảnh của chúng ta bị áp dụng một giá trị. Thứ nhất là các bạn đang thấy là khi vẽ xong thì nó bị chịu một cái gradient của cho một đối tượng này không ạ? Và cái gradient này bên này là màu tím và bên này là màu vàng đúng không ạ? Và tôi cũng lưu ý cho các bạn biết là cái gradient được áp dụng cho ảnh tốt nhất đó là gradient đen trắng. Gradient đen trắng, nhưng bây giờ nó đang là màu gì đấy ạ? Màu tím và vàng. Vậy làm nào để trở về đen trắng bây giờ? Vừa rồi tôi dạy thay màu chưa? Và muốn thay màu thì phải vào đâu? Phải vào gradient. Thì bây giờ nó đang là màu tím thì có phải tích đúp vào đây thì chọn nó là màu đen không? Và tích đúp vào đây là chọn nó là màu gì? Màu trắng không? Đúng chưa? Hiểu cái này chưa? Đặt vấn đề nha. Bạn muốn thay đổi màu gradient thì chỉ có vào đâu? Chỉ có vào gradient chứ làm gì có chuyện là vào công cụ V. Đúng không em? Được chưa? Hiểu cái này chưa? Và bây giờ tôi giải thích thêm một lần nữa này cho bạn này, như này. Gradient tốt nhất cho mặt nạ của ảnh đó là đen trắng. Nhớ chưa? Tiếp theo một cái giá trị nữa là các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ giải thích cho bạn biết là bạn nhìn thấy bên tay phải chúng ta là màu đen không ạ? Màu đen tượng trưng cho việc mất hình, có nghĩa là chỗ nào là màu đen thì nó mất hình, bởi vì em nhìn thấy gradient bên chỗ này màu đen chưa? Nên các bạn có thấy là cảnh nó chìm vào nền ở chỗ này bị mất hình chỗ này không ạ? Màu ghi là tượng trưng cho giữa mất và còn, bởi vì nó vừa trắng vừa đen nên nó chỉ mờ hình thôi, nên chỗ giữa em có thấy nó bị mờ hình không ạ? Và màu bên trái thì các bạn có thấy là giữ nguyên lại hình không ạ? Bởi vì nó là màu trắng. Màu trắng giữ nguyên toàn bộ về hình. Các bạn thấy hiểu cái này chưa đã? Tôi đã dạy cho các bạn về cái cách là kéo gradient rồi. Tôi thích là cái mặt của nó là phải sáng. Mặt nó phải giữ lại được nguyên vẹn thì có phải các bạn phải trở về G không ạ? Đấy,
cái này là liên quan đến những cái thứ vừa rồi tôi vừa dạy đấy, chứ không phải là cái này tôi dạy khác với cái kia nhá. Cái kéo gradient ấy các bạn chỉ nói là ở cái này là kéo không thể kéo sát nhau và kéo từ trái qua phải, nhưng mà không bao giờ nghĩ được là chúng ta phải kéo từ đây. Bạn nhìn thấy chỗ này là màu trắng chưa, nó đang đặt chỗ này đúng không? Bây giờ tôi đặt màu trắng chỗ này, tôi kéo từ đây đến đây được không ạ? Mặt sáng hơn chưa? Nhưng người ta cũng không bao giờ kéo gradient vượt qua giá trị mép của cái ảnh. Bạn biết vì sao không ạ? Không, bởi vì em nhìn này, chỗ này là tối nhất, chỗ này thì lại là màu ghi, nên là chỉ giữa mất và còn, nên nó chỉ mờ ấy thôi, mà nó vẫn bị vệt của cái ảnh, nó không chìm êm vào này, hiểu chưa? Nên chính vậy mà tôi chỉ kéo từ đây cho đến mép của cái ảnh trở lại thôi. Thì khi mà làm xong toàn bộ đấy, tôi sẽ dứt nệnh bằng cách là tích ra ô ảnh. Nhìn tích ra ô ảnh chưa? Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng cái ảnh chìm vào nền. Các bạn nhìn thấy chìm vào nền chưa? Tôi còn không phải chọn bất cứ một thứ gì này. Đấy, các bạn ngồi các bạn phải cắt đúng không? Tôi cần gì phải cắt đâu. Làm muốn cái này này, kéo dài cái này ra, các bạn đồng ý không? Đặt cho tôi chữ ở đây là xong rồi đấy. Quảng cáo về mỹ phẩm mà. Nếu không tin chúng ta lại chọn một cái màu khác. Đấy. Chìm vào nền chưa? Thấy chìm vào nền chưa? Thì đây là một tiêu chí mà người ta dành cho thiết kế ngành. Thiết kế ngành có nghĩa là khi người ta nhận sản phẩm, tôi muốn làm cái banner, ok tôi chọn chìm vào nền cho nhanh. Thế thôi, còn là các bạn ngồi bạn cắt thì nó cũng hay thôi, nhưng mà mỗi tuần nó hơi mất công. Không phải cái nào chúng ta cũng dùng cắt, hiểu chưa? Nhưng bây giờ tôi sẽ nói thuần túy về cái công cụ, đó là công cụ gradient cho các bạn xem. Các bạn ghi đi, cách áp dụng gradient. Thì hôm trước tôi có khuyên các bạn một câu là về nhà chuẩn bị cho tôi là mỗi một sản phẩm các bạn phải cắt cho tôi khoảng 20 đến 50 hình, bởi vì nó liên quan đến cách ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là chúng ta làm một cái bản thiết kế. Và tôi sẽ chọn một cái bản thiết kế như sau, file, và tôi chọn vào plate. Lúc này thì tôi sẽ chọn đến thư viện ảnh và tôi chọn vào đến new folder. Và tôi ấn enter và ở đây nó có kỹ thuật số. Và tôi chọn vào điện thoại. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào cái iPhone. Ở trong đây thì nó sẽ có những cái iPhone có sẵn rồi, các bạn có thể chọn lựa. Đây ạ. Các bạn nhìn này chưa? Đây là một sản phẩm iPhone. Và để muốn, tại vì nó có nền mà, nên bắt buộc chúng ta phải làm sao? Phải đồ ra. Đấy, câu chuyện là phải đồ đấy. Bạn cắt 20 hình thì có phải là tự nhiên bạn sẽ có 20 sản phẩm để bạn làm như ngày hôm nay không? Còn bạn không cắt, bạn không làm được. Đấy. Bắt đầu tôi sẽ chơi một trò như sau, là tôi dùng pen. Tôi tích vào đây một điểm. Nhìn chưa? Và tôi phóng to một tí xíu và tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây một điểm. Tôi chọn vào đây bẻ cong. Và tiếp theo tôi giữ shift, tôi chỉ đẩy lên này thôi, bởi vì là cái iPhone nó rất là dễ. Tôi giữ shift, tôi chọn vào đây thôi. Và tiếp theo tôi chọn vào đây, tôi bẻ cong tiếp ạ. Được chưa? Tiếp theo bạn chọn vào đây. Tiếp theo bạn chọn vào đây. Nhìn này chưa? Rồi tiếp theo bạn chọn vào đây. Tiếp theo bạn chọn vào đây. Tiếp theo bạn chọn vào đây. Đúng rồi bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Chọn xuống dưới đây, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta kéo vào đây. Đợi mình một tí xíu. Trong quá trình khi các bạn làm, bạn ấn vào Shift X cho mình để làm sao nó ra nét. Và chúng ta tích vào đây một điểm nữa. Và chúng ta bẻ cong đây một chút xíu. Và chúng ta sẽ chọn vào đây một chút xíu nữa. Thì tự khắc chúng ta sẽ đồ xong rồi đó. Các bạn nhìn thấy đồ xong chưa? Lúc này chúng ta chỉ việc làm một thao tác, đó là quét qua cả hai và dùng Ctrl số 7. Thế là bạn đã có được cái điện thoại nguyên vẹn. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải làm về thiết kế này như thế này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đợi mình hai. Sau khi mà mình đã cắt được xong cái này xong thì mình sẽ chọn xuống dưới một chút xíu và mình chọn một cái nền. Ví dụ như này chẳng hạn. Mình đặt cái nền nó vào đây. Và như mình đã làm cho các bạn xem là mình sẽ chọn một cái gradient. Đầu tiên là đen trắng thôi. Nhưng mình sẽ chọn tích đúp vào đây, mình sẽ chọn thêm màu xanh, và cái này thì mình sẽ chọn một cái xanh xanh đậm nhạt hơn. Và lúc này thì mình sẽ chọn một cái biểu tượng, đó là gradient theo hình tròn, bởi vì mình thấy rằng cái này nó rất là sâu. Nhưng đặt nhai là vứt đi, bởi vì màu này sẽ rất là kinh. Chúng ta sẽ chọn vào G và chúng ta đặt tâm sáng chỗ này. Hoặc các bạn đặt tâm sáng cái này này. Nhìn ạ.
Đấy, bạn có thể lựa chọn hoặc đặt tâm sáng này cũng được, tùy các bạn, nhìn chưa? Đấy thì sau khi làm xong thì tôi sẽ đặt cái này sang bên này. Bởi vì nơi tối nhất sẽ là nơi sáng nhất. Em hiểu chưa? Và sau khi tôi đã có xong thì tôi sẽ thu nhỏ lại một tí và tôi tính toán làm sao để cho nó hợp lý, không bé quá, không to quá. Bước thứ hai, chúng ta chỉ việc làm thao tác đó là gì? Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên phía trên và tôi chỉ việc kéo này xuống dưới thôi. Mình kéo xuống dưới nhá. Và để muốn làm cho cái đối tượng này chìm vào nền, tất nhiên sau này tôi còn dạy cho bạn một chiêu thức rất là khoai chỗ này, đó là cái độ vát chéo. Các bạn nhìn độ vát chéo này chưa, nó ốp vào được chỗ này cả, nhưng không phải là bây giờ. Bạn làm những cái thứ mà được gọi là thẳng tưng, thẳng mặt của bạn như này ấy, thì dễ nhất, bởi vì bạn lật xuống thì nó khít luôn cái vị trí chân, đúng không? Nhưng chéo đi một tí là bộ bó tay không làm được. Nhưng tôi làm được cái đó, tôi sẽ dạy cho bạn đó là người ăn bài hình vuông thì tôi sẽ dạy cái đấy. Nhìn này, lúc này tôi chọn là bước 1 là chọn vào hình, nhìn chưa? Bước 2 này chọn vào transparency. Bước 3, nhìn nhá, tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4, bỏ clip. Bước 5, dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng đây, vẽ to hơn bằng đây. Nhìn chưa? Bước 6, chọn vào gradient đúng không? Các bạn nhìn thấy gradient, nhưng lúc này đang là màu gì ạ? Đang là màu gì ạ? Xanh đúng không ạ? Tôi chọn màu gì? Đen. Chọn màu trắng. Thì nó đang là hình gì đấy ạ? À, ok, vậy tôi chọn trái qua phải được không ạ? Thì có phải các bạn đồng ý với tôi là bên này nó đang là màu đen thì nó mất hình không ạ? Bên này màu trắng là còn hình không ạ? Vậy thì cái hướng của gradient đang bị thay đổi. Có nghĩa là gì? Tôi phải chọn vào G và tôi kéo từ trên xuống dưới nhà này nhé. Các bạn nhìn này chưa? Và tôi kéo nhà này thì bỗng nhiên tôi đã có một cái sản phẩm, đó là bóng đổ đối tượng rồi đấy. Các bạn nhìn này chưa? À, sau khi đã làm xong tất cả những giá trị như vừa rồi đó, để muốn cho nó một thực tế hơn một chút xíu nữa thì người ta dùng một thêm một chiêu, đó là người ta dùng một cái biểu tượng, đó là hình tròn, người ta vẽ vào cái chân này. Các bạn có thể vẽ vào hai luôn, hai thứ luôn. Nhìn này chưa, trong quá trình khi vẽ mà các bạn sẽ đổ cho tôi một cái màu. Thứ nhất các bạn có thể chọn màu đậm, nhìn màu đậm chưa. Mà đã là bóng thì phải làm sao ạ? Phải nhòe. Mà nhòe thì phải làm sao ạ? Vậy phải vào effect đó. Thì sau này thì các bạn nhớ một điều rằng muốn làm cái gì thì chúng ta cứ tư duy đúng là tư duy như vậy là xong đấy. Ấn vào đây, chúng ta thu nhỏ một tí xíu thì bạn thấy nó đậm hơn chưa. Thì trong trường hợp này đậm hơn như này nếu nó trùng màu nên là các bạn sẽ thấy là không tác dụng lắm. Nên chính vậy người ta mới dùng một cái chiêu thức trong cái phần hòa trộn, đó là gì? Multi. Multi chính là làm tối ảnh, có nghĩa là nó sẽ cộng gộp với cái giá trị màu phía dưới làm đậm lên. Thì tôi ấn vào đây thử xem, bạn nhìn chưa, cho xuống dưới một layer. Tất nhiên là phải xuống dưới cái gì? Điện thoại rồi. Và chúng ta sẽ chọn vào đây thì các bạn sẽ thấy đó, độ sâu. Các bạn hiểu cái này độ sâu chưa? À, tiếp theo để muốn làm sâu sắc thêm một độ nữa, tôi sẽ copy cái này thành 2. Bạn viết thì copy thành 2 không ạ? À, sau khi đã copy thành 2, hoặc là các bạn không chơi trò đấy thì bạn dùng pen cho tôi, tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Bạn nhìn này chưa? Sau khi đã tích xong, tôi sẽ chơi một trò như sau. Tôi lại dùng cái màu đậm, như màu đậm nhá, và dùng multi. Bạn thấy đậm hơn chưa? Và đây có phải là bóng không? Có cho nhòe không? Effect, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur thì các bạn sẽ thấy rằng nó khá là nhòe. Nhưng nhòe lúc này tôi chỉ cho nhòe như vừa nhảy thôi. Nhìn chưa? Tôi cho cái điện thoại lên trên tất cả. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng ở đây cái bóng này có vấn đề. Có nghĩa gì? Nguyên tắc của bóng thì bao giờ gần thì là rõ, nhưng xa thì phải mờ dần vào đây. Vậy thì chúng ta lại áp dụng thêm một chiêu nữa, đó là lại bước 1 chọn hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng to hơn hoặc bằng đây ạ. Bước 6 chọn vào gradient gì? Đen trắng. Thế bạn có nhìn thấy chỗ này đang mờ không ạ? Vậy thì trong trường hợp này nó lại đang đi nhảy, tôi sẽ dùng phím G và tôi kéo. Tôi kéo nghĩa sao? Tôi kéo từ đây đến đây, kéo dọc theo chiều của nó. À chỗ này sao? À ngược lại đi ạ. À đúng rồi đấy ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Hoặc các bạn có thể kéo từ dưới lên trên được nhảy không ạ? Ok, kéo nhảy một tí nữa ạ. Thì sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy rằng tôi đã tạo ra một cái bóng trong đối tượng được như thế này rồi. Nào, cho nó sáng hơn tí cho dễ nhìn nhá. Này, các nhìn chỗ này chưa? Đấy, vậy thì tất nhiên chỗ màn hình nó hơi sáng, nhưng mà chỗ này màn hình của anh thì nó sẽ chuẩn hơn, em hiểu chưa?
Nhưng mà tất nhiên là khi mà muốn làm một sản phẩm nào đó, chúng ta phải làm cực kỳ chi tiết cái đó. Em đừng bao giờ coi thường những chi tiết đấy, bởi vì chi tiết đấy khiến cho bạn là người là thiết kế là có chuẩn hay không, và bạn là người ghép hình có thực sự là xuất sắc không đấy. Em ghép mà người ta biết ngay, ủi thằng này ghép thế chết rồi. Sau này Photoshop mà chúng ta phải cực kỳ kỹ nữa đấy, chứ bởi vì Photoshop nó rất là mạnh về cái chuyện này, mềm mà. Đó, sau khi làm xong bắt đầu tôi sẽ chuyển sang dạng số 2, đó là gì? À, bước này tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì tôi lại kéo từ trên xuống dưới. Các bạn nhìn trên dưới thì ngay lập tức nó tạo ra không gian chưa? Tại vì hai cái đều là gradient mà em kéo xuống dưới nó là không gian rồi, bởi vì là cái sắc độ đậm này nó khác nhau rồi, nhìn không ạ? Nhưng trong trường này tôi sẽ đặt cho nó đây là một màu trắng. Bạn nhìn màu trắng nha, nhìn thấy bóng đổi chưa? Rõ chưa? Rồi, tiếp theo, lúc này tôi muốn uốn cái này cong hơn một chút xíu thì phải dùng Shift C, đó là bài cũ. Tôi cầm điểm này tôi kéo đây. Và chỗ này có bị cong không ạ? Thì phải dùng Shift C tích vào đây một cái thì trở về đường thẳng. Bài học trước đó. À, tiếp theo nữa, bây giờ thay cho việc là tôi áp dụng giống cái này thì tôi bắt đầu chọn đối tượng, nhìn nhận lại chọn đối tượng. Bước 2 lại chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc vào ô gần ngoài. Bước 4 vào clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Tôi quên mất từ Ctrl Z lại, nhiều lúc bị đơ. Đây. À, bước 6 chọn vào đen trắng đúng không ạ? Thì bây giờ bạn có thấy nó đang là màu xanh không ạ? Chọn màu đen trắng. Và lúc này tôi sẽ chọn vào từ. Thì các bạn có nhìn thấy bên này nó đang mờ dần không? Và bên này là rõ ràng đó. Thay đổi bằng phím G, kéo từ trên xuống dưới. À, các bạn nhìn thấy kéo từ trên dưới chưa? Thì trên này nó rõ và dưới là mờ. Thì cái màu trắng nó cũng chuyển giao từ rõ đến mờ. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thấy làm răng rất lạnh. À, sau khi dứt lệnh xong này các bạn sẽ thấy đây là một màu trắng, và thường thường khi chuyển độ như vậy nó hay bị đục màu, màu nó hay bị ghi màu, nên chính vậy người ta sẽ chọn đối tượng này, người ta dùng overlay. Bạn thấy màu nó sẽ tươi hơn, nhìn chưa, cùng sắc đó. Nhìn chưa. Tiếp theo tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Biết Ctrl C Ctrl F là gì không? Nên là copy lên phía trên mà em nhân hai bạn cái đấy thì có phải cái này nó tự sáng đấy không ạ? Và lúc này người ta sẽ có một chiêu thức, đó là biến nét trở thành gì? Hình. Và hình trở thành nét, đó là đảo chiều bằng công cụ Shift X. Đó là bài tôi đã dạy từ bài 1 Shift X. Thì lúc này các bạn sẽ thấy cái nét của tôi cực kỳ chuyên nghiệp. Các bạn nhìn lên chỗ nét này cho, nhìn này. Ctrl Z lại. Các bạn có nhìn thấy một cái nét hơi trắng trắng ở trên không? Đấy, chỉ được tạo ra một cái nét như vậy mà chúng ta phải làm rất là nhiều thao tác để tạo ra nó, và phải cực kỳ chính xác, là vì thế đó. Và sau khi làm xong thì tôi đã có một cái background khá là chuẩn rồi, được không ạ? À, tiếp theo nữa tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau, đó là gì? À, tôi sẽ vẽ một cái logo, tôi chọn là paste. À, trong trường hợp này thì tôi sẽ kéo xuống một chút xíu nữa, là tôi có một cái iPhone 7, và cái iPhone 7 này nó chính là cái ảnh các bạn ạ. Các bạn nhìn lên nó là ảnh chưa? Nó là ảnh PNG nhưng nó lại có cái rất là dở. Tại vì là do nó là ảnh nên là chúng ta không thể thay đổi màu được. Cái đổ màu trắng thử xem có được không nhá. Ok, chắc chắn là không được rồi. Hiểu chưa? Tất nhiên sau này tôi sẽ dạy cho bạn biết là đổ màu bằng ảnh. Chiêu này khác. Khác so với chiêu này. Thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây người ta sẽ có một cách như sau. Nhưng lưu ý, tất cả những cái giá trị mà logo mà từ ảnh rất là to thì bạn được quyền dùng Image Tray. Image Tray là gì? Cách biến đối tượng trở thành vector mà mình không cần phải đổ lại nữa. Đó, thì cái buổi hôm trước thì anh đã giới thiệu cho Trang cái này rồi, nhưng áp dụng cho hoa. Còn cái này là áp dụng cho logo. Ví dụ như em làm thiết kế cho một sản phẩm về logo, nhưng mỗi tội là logo của người ta lại không có file mềm, người ta không có bản mềm, bây giờ lại có file ảnh đi đầu lại à. Thấy chưa? Mà ví dụ logo người ta đơn giản không sao, logo phức tạp thì chắc chắn là bạn cũng hơi mệt. Nói thật cho em biết là hơi mệt mọi chuyện logo ấy. Nhưng cái chiêu này nó chỉ áp dụng cho những cái đối tượng ảnh nó lớn thôi, còn ảnh bé sao ạ? Thôi ông đồ lại cho nhanh, không ạ, không có, không còn cách nào khác đâu. Nhưng mà đây tôi đang nói cho bạn biết là bạn phải tìm ra cái hướng giải quyết nhanh nhất. Thì trong trường này tôi tìm một cái ảnh rất là lớn, thì tôi ấn vào Image Tray thì nó chính là mặc định. Các bạn nhìn thấy mặc định nha, và nó sẽ có chữ expand. Có nghĩa ấn vào Image Tray xong thì nó sẽ đưa cho bạn một cái giá trị như này, và bạn ấn vào chữ expand biến cái đối tượng này trở thành vector là màu đen và nền trắng. Nhìn nhá. Đó, xong rồi. Và đối tượng sẽ tồn tại dưới dạng group.
Nên có nhiều người bảo chuột phải chọn ăn group, ok, ngồi xóa. Thì còn chữ o chỗ này cũng phải tự xóa không em, lâu lắm không chơi trò đấy được. Anh sẽ Khánh sẽ chơi một trò đó là dùng pháo hoa, nhìn pháo hoa chưa, chỉ vào ông màu trắng thì tất cả những màu trắng sẽ được chọn và chúng ta ấn nút đen. Thì lúc này tôi sẽ có một chữ iPhone làm sao đẫm nè. Vấn đề này chúng ta đặt một cái màu đó là màu trắng và tôi đặt ở vị trí này. Và nhớ một mọi người nhớ một điều rằng từ đây cho đến đây phải bằng từ đây cho đến đây, và tôi thu nhỏ lại một tẹo. Trong quy trình khi làm thiết kế thì người ta có thể dùng Ctrl C và Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B viết là gì không ạ? Ok, dịch sang phải một tí, xuống dưới một tí và chọn cho tôi một cái màu đậm hơn. Đặt sang đây, đây là một cách người ta có thể nhân bản. Và cái này tôi sẽ đặt cho nó giá trị là 30%. Em nhìn chưa? Cũng là tông trắng nhưng mà cái sản phẩm chúng ta sẽ nổi hơn rất là nhiều. Hiểu cái này chưa? Rồi ok, tôi bỏ qua cái này. Cũng là tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B là copy. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đó là màu xanh đậm, không có dịch chuyển đâu hết. Hãy dùng blur. Học cái blur này chưa? Nằm nhòe ra đúng không? Vậy thì nó sẽ to hơn so với hình đúng không? Nên nó sẽ tự tạo ra một cái bóng đó là bóng màu đen. Nhìn này chưa? Đây chỉ là cách xử lý thôi. Bạn nhìn này, nổi trên nền đúng không? Ok. Tiếp theo, Ctrl C, Ctrl B, bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đen. Dịch sang phải. Nhìn sang phải chưa? Sau này Ctrl C, Ctrl B tiếp theo một cái nữa này, dịch sang phải một tí nữa, nhưng cái này là màu trắng. Đây, nó có thể đánh nhảy. Và tôi sẽ cho cái miếng màu đen này nó dịch lại một tẹo nữa. Đây. Thì phong cách này là phong cách của Choco Pie. Đúng không? Ăn Choco Pie rồi đúng không? Đấy. Nhưng mà không phải cái nào mình áp dụng đúng không em? Thế anh đang nói với em nhiều phong cách mà. Xong chưa? Hiểu cái này chưa đã? Còn có nhiều cái phong cách nữa. Đó là người ta còn có thể là ấn vào Ctrl C, Ctrl B. Ctrl C, Ctrl B chọn vào View và chọn vào Blur, chọn vào Radiant Blur. Thì các bạn nhìn cái này không ạ? Tôi sẽ chơi một trò là Room. Nhìn Room ạ. Kéo cái này hết cỡ ra. Nhìn không ạ? Ấn OK thử xem nó có ra gì không? Nó có thể ra này. Biết chữ phát sáng nha. Tùng tóe ngoài chưa? Thì đây nó chỉ là hiệu ứng để cho chúng ta làm thôi. Còn làm như thế nào thì nếu bạn thấy đẹp bạn giữ lại, còn không đẹp thì bạn bỏ qua. Tất nhiên biết nhiều nhưng mà không phải cái nào cũng dùng, hiểu chưa? Chiêu này tôi sẽ dùng thuần túy bằng Ctrl C, Ctrl B, kéo từ trên xuống dưới, đúng chưa? Có phải nên là áp dụng cho chữ không ạ? Nào, bước 1 lại chọn hình, bước 2 lại chọn vào transparency, bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh, bước 4 bỏ clip, bước 5 dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng, bước 6 chọn vào gradient đen trắng, cái này phải là gì? Màu đen. Cái này phải là màu trắng. Cái này phải là gradient từ trái qua phải, nhìn không ạ? Thì lúc này các bạn chỉ có việc phóng to lên và dùng phím G kéo từ trên xuống dưới thôi ạ. Nhìn chưa? Và sau khi làm xong chúng ta thoát lệnh như một tí. Lúc này chúng ta có một cái chữ được gọi là hòa trộn. Nhìn chưa? Một chi tiết nhỏ, các bạn làm cái gì kỹ. Ok, tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Vậy để muốn làm nhanh thì em có nhìn thấy bóng đổ của chân nó, copy luôn từ cái bóng đổ của chân ông này đi. Đấy, kéo lên giữ phím man, kéo này ở đây. Nhưng ông này làm sao ạ? Thu nhỏ xuống một tí. Đẩy vào đây một tẹo. Kéo giạc ông này sang bên này một tí. Em nhìn này chưa? Xuống dưới. Xuống dưới nhiều lớp lên. Ở đây, trừ một lớp đây. Và tất nhiên opacity thì anh sẽ để làm sao nhẹ nhàng thôi. Anh chỉ có hơi đậm tí thôi. Rồi đây ạ. Nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là cách mình tạo là nó sẽ như vậy. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng về chữ. Chữ lúc này thì chúng ta sẽ đánh một cái chữ là thích vào đây. Chữ này liên quan đến thứ nhất là cái gì ạ? Tên của sản phẩm. Thứ hai là gì? Giá của sản phẩm. Và cái gì? Chương trình khuyến mại, địa chỉ điện thoại, hotline. Nó có thể như này. Tất nhiên bạn làm bạn hãy cho tôi một cái nội dung cụ thể, chứ đừng bao giờ đánh giống anh Khánh. Tại vì đánh như thế là rất là lâu.
Đấy, chính vậy, tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tương đồng và tôi chọn màu sáng chút xíu so với màu trắng. Đây, tôi sẽ đặt cái này xuống đây một tí xíu ạ. Ok, tôi có được cái này rồi. Xong rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta làm đến công cụ là gì? Background. Background người ta có thể tự tạo bằng công cụ hình màu trắng. Lại chọn vào đối tượng. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip. Bước 5 vẽ một hình to hơn đồng bằng. Bước 6 chọn vào gradient gì? Đèn trắng. À, chỗ này là màu đèn. Chỗ này là màu. À, thế là bạn thuộc còn sửa đến đâu nữa. Chọn vào đây. Thấy chưa? Tôi kéo gradient theo chiều chéo. Bạn có thấy nó chìm vào nền chỗ này không? Nhìn chìm vào nền chưa? Rồi. Sau khi làm xong thì tôi thoát lệnh bằng công cụ. Phải nhớ thoát lệnh nha. Nhớ chưa? Nhưng nó đang là màu trắng nên chuyển êm vào thì nó hay bị ghi. Nên chính vậy tôi dùng overlay thì tự khắc màu sẽ rất là trong. Có một cái chúng ta sẽ copy thành hai cái và xoay theo góc độ khác đi ạ. Thu nhỏ được không em? Nhìn này chưa? À, ok, tiếp theo phóng to ra một tí ạ. Nhìn này chưa? Rồi, Ctrl C, Ctrl F nữa lại thu nhỏ vào trong. À, mọi người nên đặt nhiều cái giá trị khác nhau một tí. Tiếp theo chọn vào đây. Rồi, tiếp theo chọn vào đây. Background mà làm cho nó ảo tí. Tất nhiên nếu mà muốn đẹp nữa đấy thì không phải làm giống anh Khánh. Đây này anh Khánh làm rất ẩu. Bởi vì anh Khánh còn không tính alpha. Cái độ alpha nó phải mờ khác nhau. Đây anh Khánh chỉ copy lại cho nhanh. Rồi. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy là ở nhiều cái background nó hay có những cái như thế này. Và chúng ta sẽ thay đổi hướng. Ví dụ như này, ví dụ hai cái này tôi sẽ chọn opacity nó rơi đậm ít đi một tí thì các bạn sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Cái này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn opacity dễ chịu hơn tí xíu. Và cái này cũng tương tự như vậy. Các bạn nhìn này chưa? À, người ta cũng có thể copy cái này ra và dùng CX. Biết CX không? Lại trở thành nét. Nó có cả nét mà em. Rồi, vẽ ở đây. À, cái này ấn vào Shift, Ctrl C, Ctrl F và Shift X. Phóng to cái này ra một tí. Có nhiều kiểu lắm. Nhìn nhá. Nhiều cái lòng vòng lắm. Nhìn nhá. Ctrl C, Ctrl F. Và lại dùng Shift X. Ctrl C, Ctrl F, Shift X. Phóng to ra một tí. Em hiểu cái này chưa đã? Rồi. Sau khi làm xong toàn bộ tất cả thứ đấy thì chúng ta muốn tạo ra một điểm nhấn cho sản phẩm thì người ta hay dùng thêm một chiêu cuối cùng nữa, đó là tia mặt trời. Nhìn tia mặt trời chưa? Cái này chuyên gia để nhấn sản phẩm về logo, nhấn sản phẩm về trang sức, nhấn về sản phẩm đồng hồ và nhấn về sản phẩm cho thương hiệu của đối tượng. Thì chúng ta chọn vào đây và chọn biểu tượng là tia mặt trời. Nhìn chưa? Và cầm đối tượng này kéo vào vị trí số 2, đó là số O, chữ O, nhìn chữ O chưa? Hoặc các bạn có thể kéo về tận logo, chữ O, ok. Nhìn không? Sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được nhảy. Nhưng lại không cùng tông màu. Chúng ta hãy chọn cho nó một giá trị overlay. Tất nhiên nó vẫn có những hình tròn con con nữa, lại có cả nét nữa. Như vậy nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều giá trị các bạn này. Nhìn này không ạ? Thì vừa rồi tôi đã nói cho các bạn biết là tôi thiết kế thuần túy toàn bằng một lệnh, đó là gradient. Nhưng cái bài hôm trước pen nó có ý nghĩa không ạ? Nó cực kỳ có ý nghĩa cho bài này, đó là bài này lắp vào nhau trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Hiểu cái này chưa? Và lúc này chúng ta sẽ thấy một điều rằng xảy ra, đó là tất cả những cái phần nét thừa. Những thừa như này chưa? Có người đặt câu hỏi bảo anh ơi làm sao để cắt được nó. Ok. Vậy thì quét con nó được không ạ? Group được nó không ạ? Đúng rồi, chính xác. Rất là cảm ơn em. Nào, bây giờ anh chọn cái nền này đúng không? Ctrl C, Ctrl F và cho nên chết tất cả được không ạ? Thì có phải cái này là ảnh không em? Còn cái này hình chui vào được không? Vậy thì có phải chọn này và chọn này đến rồi Ctrl 7 thì có phải tất cả bên ngoài biến mất không? Rõ ràng thế, vậy thì đúng nghĩa của Ctrl 7 nó phải là như thế đấy ạ. Đó, rõ ràng cái này đúng không em? Và để muốn làm được cái giá trị số 2, tôi lại copy giá trị số 2 xuống. Tại vì làm cái này không phải là chỉ là nền tự tạo, làm nền tự tạo có thế đâu ạ. Tôi vừa nói tôi vừa làm cho bạn còn thế này. Chứ còn tôi mà làm không thì chắc chắn nhanh hơn nữa. Còn nếu mà tôi dùng chiêu tiếp theo nữa thì còn nhanh hơn nữa. Vậy bạn thấy là cần làm nhanh không ạ? Ok, vậy làm nhanh thôi. Bỏ lên. Được chưa? Bỏ luôn tất cả những cái thứ này đi. Tôi không thích cái này. Đấy. Nó khó chịu chưa? Rồi, tôi chọn vào file và tôi chọn vào palette. Và tiếp theo tôi sẽ back này trở lại một tí ở thư viện ảnh. Và tôi chọn vào
background B. Background. Xong rồi background thì tôi sẽ có pattern. Bạn biết không phải texture. Trong phần texture của anh đã có những cái này. Bạn nhìn này chưa? Ok, sau khi đã có này xong thì tôi có thể kéo này giãn ra như này thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bị to, tôi vẫn không thích. Tôi phải chơi trò như này cả. Như này không? À, đẩy lên trên một chút xíu đúng không? Thì tôi nói cho bạn biết là trong cái giá trị hòa trộn nó rất hay, chỗ này người ta có giá trị là nọc cuối nè. Từ đây. Từ đây cho đến đây gọi là làm sáng, làm tối ảnh. Làm tối ảnh có nghĩa là gì? Là những cái màu trắng sẽ bị biến mất đúng không em? Phải thử nhá. Em thấy màu trắng bị biến mất ạ. Đúng chưa em? Ok. Vậy thì bây giờ ở giá trị thứ hai từ đây nên làm sáng ảnh thì có phải là ông màu tối biến mất không? Có đúng không ạ? Thử ấn xem. Thấy chưa? Màu tối biến mất mà chỉ giữ lại phần này thôi à. Hiểu này chưa? Ok. Vậy nếu mà bạn chọn overlay là giá trị nọc ghi thử xem. Ghi đây ạ. Vậy chắc chắn tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi đã chọn xong này thì các bạn có thể đồng ý với tôi là tôi cho xuống dưới tất cả. Xuống dưới tất cả là gì ạ? Chui vào cái ảnh thôi. Biết không ạ? Ctrl C, Ctrl F, chọn đối tượng 2 và Ctrl số 7. Được cái này chưa? Và cái này nếu mà các bạn nhìn này, nó bị sao? Nó bị hơi đậm quá không ạ? Vậy thì tôi giảm opacity đi được không ạ? Đấy, đây cũng là một kiểu. Nhìn chưa? Một khẩu vị mới rồi đấy ạ. Đúng không em? Ok, vậy nếu không thích cái này nữa thì chúng ta lại copy xuống một lần nữa. Các bạn phải nhớ một điều rằng cái này làm cho tất cả thể loại là đồng hồ, trang sức, các kiểu nha, túi sách, giày da làm hết. Bạn làm chiêu này chắc chắn là sẽ rất ok luôn. Tôi sẽ copy này xuống dưới tí đã. Rồi, copy này, Ctrl Shift H. Cái này anh Khánh lại vứt cái này đi. Và cái này anh Khánh sẽ chọn một cái file và chúng ta chọn vào một cái page. Và chúng ta sẽ chọn những cái background như nào cho nó hợp lý. Đây, có những cái background nó rất là đẹp. Đây, em bảo mà người ta làm một cái chương trình giảm giá, người ta có thể làm như này. Giảm 50%, đặt chỗ này 20%, 50%, nó mang tính chất rất là sốc. Và tất nhiên người ta sẽ không bao giờ dùng cái giá trị hòa trộn như thế này được. Nọc đen đúng không? Rõ ràng nọc được chưa? Nọc được chưa? Nọc được rồi nhưng mà không đúng bởi vì chúng ta dùng trên kênh màu CMYK. Đã giờ biết CMYK chưa? Tôi đang in mà. Còn bạn muốn chuẩn ấy thì phải làm trên kênh RGB của tôi. RGB thì tất cả những cái hình này sẽ bị tự biến mất luôn. Đó là gì? Chọn vào file. Chọn vào gì? Chọn vào color, chọn vào RGB. Đấy. RGB và CMYK khác nhau nên anh nói cho em biết là gradient của anh nó có hai chiêu. Chiêu thứ nhất là trên CMYK và chiêu thứ hai là RGB, mà ấn vào đây thử xem nó có ra gì không. Vui chưa? Và lúc này em biết rằng là anh tự xuất ra một cái giá trị sản phẩm là anh làm cái ảnh và thích RGB hay là CMYK vẫn được mà. Em biết trò này không ạ? Nhìn thấy chưa? Và em đặt 50% đây có ít không? Ở đây tôi đặt vào đây cho nó ít này. Ấn tượng chưa? Vậy thì có phải tôi thích tuyết rơi. Lấy đâu ra tuyết rơi? Đây, tuyết rơi đây. Cái này làm cho ảnh cưới đấy. Tôi nói cho các bạn biết luôn là tại sao tôi phải đi kiếm cái này về làm gì. Bởi vì tôi muốn làm nhàn mà. Tôi muốn làm nhanh mà. Em biết là sét rơi, hoa rơi, đủ các thể loại. Đây, tuyết rơi đầy này, em nhìn đi. Đấy nhá, thử cho xem. Vẽ vào đây. Nhìn tuyết rơi chưa? Cái này là ảnh cho ảnh viện áo cưới đấy. Ví dụ như là ông thích mùa đông, xong hai đứa đi nhau ở dưới rừng hoa, xong tự tuyết tuyết rơi mà hôm nay đếch có tuyết. Ví dụ thế. Chọn vào gì? Đấy. Nhìn không ạ? Vậy đây là chế độ hòa trộn và tôi có chia sẻ cho bạn một chút xíu về hòa trộn này thôi. Nhưng nó sẽ cực kỳ tốt trên RGB. Còn CMYK thì không bao giờ bạn xuất hiện được điều này đâu ạ. Nên là in nút đấy. Các bạn biết là làm sao ra. Nhưng cái thằng chuyển độ từ hình này sang hình khác ấy thì thằng CMYK này tốt hơn là so với RGB. RGB là khi em chuyển độ vào nền ấy, nó đếch êm vào nền, nó vẫn bị một lớp màng. Đấy là cái mà điểm mạnh và điểm yếu của đối tượng khi dùng gradient. Và khi mà tôi xác định là cái nào mà được up trên mạng thì tôi phải dùng RGB,
Còn cái nào mà tôi dành cho in ấn thì tôi sẽ dùng CMYK khác. Đúng không? Thì đấy là cái giá trị mà thực sự là chúng ta phải làm được. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn như này, đó là gradient được kết thúc ở phần 1. Sau đó thì chúng ta sẽ hai bài sau chúng ta lại học về gradient nâng cao, gradient áp dụng với pattern. Rồi chúng ta áp dụng thêm nâng cao về mặt nạ để làm ra những sản phẩm phù hợp hơn nữa. Nhưng giai đoạn đầu thì các bạn chỉ làm được đến đây thôi. Và với bài này thì các bạn hãy về làm cho tôi tất cả những dòng sản phẩm bên đồng hồ, trang sức, giày da, túi sách. Và làm theo phương pháp mà chỉ có một gradient này thôi. Em biết một gradient dùng thuần túy này như này đấy. Ok.